Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, màn hát múa rạng rỡ Việt Nam, nhạc Quang Vinh do tập thể cán bộ nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cùng tốp múa đoàn văn công quân khu 3 thể hiện đã mở đầu một chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt, một chương trình chúng tôi hát lên từ trái tim để tri ân quý vị khán giả.